38. Hòa thượng giảng vào ngày 2 tháng 12 năm 1992. Phật tử hỏi: Bạch hòa thượng, Lăng Nghiêm diệu định ở đây là một loại định, nhưng ở trước đó là liên quan với tam chỉ tam quán như thế nào? Hòa thượng đáp: Tam chỉ tam quán chỉ là những thí dụ, còn về nguyên lý thì chẳng có gì khác nhau. Đệ tử hỏi: Nhưng nó vẫn không phải là Lăng Nghiêm diệu định hay sao? Hòa thượng đáp: Vì sao hành giả có thể chứng nhập Lăng Nghiêm diệu định? Điều này tôi giải thích có phần khác nhau tùy theo mỗi pháp hội. Có thể nơi đây tôi sẽ giảng giải sâu hơn. Như khi một chú bé lớn lên, nó đã từng làm nhiều việc khác nhau, dù nó vẫn mang tên ấy và vẫn là con người ấy. Có nhiều sự việc thay đổi, nhưng con người vẫn không khác. Điều ấy có thể giảng giải như thế này: ở nơi đây và nơi kia thì giảng nói bằng một cách khác. Nếu quý vị cứ khăng khăng bám vào một cách nhất định thì khó hiểu được đạo. Phật tử hỏi: Nhưng chỉ với một dạng căn cơ trí huệ nào đó, hòa thượng mới dùng phương pháp như vậy? Hòa thượng đáp: Xin trích dẫn bài kệ: Không thủ bả sự đầu, bộ hành kỳ thủy ngưu, nhân tại kiều thường quá, kiều lưu thủy bất lưu. Nghĩa là tay không cầm lưỡi cài, đi bộ lưng trâu ngồi, người ở cầu đi qua, cầu trôi nước chẳng trôi. Xin hỏi ông, bài kệ thiền này có ý nghĩa ra sao? Chẳng có gì kỳ đặc cả. Dĩ nhiên là tay ông phải rảnh rang mới cầm cày được. Nếu tay ông cầm vật gì rồi thì không thể cầm cày được nữa. Nhiều người hỏi: Làm sao cầm cày với tay không? Họ không hiểu vì họ không chịu quay đầu lại. Đó là một dạng thiền ngữ. Phật tử hỏi: Các vị thiền sư thường nói bằng một cách kỳ quái như vậy, nên ngay khi các vị ấy nói về một vấn đề rất hợp lý, người ta vẫn không hiểu nổi những gì các vị ấy nói. Hòa thượng đáp: Các vị thiền sư khi nói một điều gì là thích hợp cho một căn cơ riêng biệt nào đó. Nếu nay các ông bàn về những điều ấy, cũng chẳng khác gì vẽ lại một con vật mà nó thay đổi thường xuyên, nó sẽ không giống tí nào cả. Các vị thiền sư có chủ ý khi nói bằng lối kỳ quặc như vậy, chủ yếu là để quý vị không hiểu được cái gì cả. Phật tử hỏi: Những lời ấy là nhắm vào một người hay sự kiện cụ thể nào đó, chẳng phải dành chung cho mọi người? Hòa thượng đáp: Khi con cháu đời sau trích dẫn lời này, họ đơn giản chỉ biết nói về thức ăn mà bụng vẫn đói, đếm tiền cho thiên hạ mà mình vẫn nghèo, chẳng có được lợi ích gì cả. Phật tử hỏi: Như khi người đang gần đến lúc khai ngộ, các thiền sư có thể đánh để giúp cho anh ta ngộ, nên nếu người sau đánh người một cách tùy tiện vẫn không được kết quả gì là sao? Hòa thượng đáp: Khi các ông đánh họ chỉ khiến họ nổi nóng lên thôi. Còn khi công phu của các ông đã đến lúc chín mùi rồi, chỉ cần các ông va vào hoặc đụng vào một vật gì đó là liền được khai ngộ. Chuyện ấy ít khi xảy ra lắm, vì các ông càng mong muốn càng khó được khai ngộ, vì sự mong muốn ấy chính là vọng tưởng. Các ông không nhận ra đó là vọng tưởng và chấp dính vào trong cái tưởng thường tình của con người. Quý vị tưởng tượng ra cả ngày tận thế mà chẳng giải quyết được việc gì cả. 39. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Nếu người bị ma gá tùng chú Lăng Nghiêm, ma có rời người ấy không? Nếu các ông trì tùng chú Lăng Nghiêm thì bất kỳ loài ma nào đang gá trong ông đều phải bỏ đi, với điều kiện là ông đạt đến trạng thái nhất tâm khi tùng chú. Nếu quý vị tùng chú với tâm chuyên nhất, không một niệm vọng tưởng nào hoặc một niệm tham ái nào dấy khởi, thì ma phải tránh xa. Chỉ e ngại rằng quý vị chỉ tùng chú một phần, còn phần kia thì rong ruổi theo vọng tưởng, chẳng có thể từ bỏ tâm niệm sát, đạo, dâm, vọng và dùng chất gây nghiện. Trong trường hợp như trên thì chẳng có chú nào trì tùng mà được hiệu nghiệm cả. Ha ha ha.
闻三摩地颂。